Hi, xin chào mọi người, xin chào cô chú anh chị ghé xem cái kênh YouTube bé của Gula. Thì hôm nay thì em sẽ làm video hướng dẫn về cách sử dụng loa cũng như là ba mẫu loa cùng một chức năng. Thì mọi người cùng làm theo em nhé. Bước đầu tiên á thì mọi người tải app về trước, tải app Karaoke Connect về. Sau khi mình tải về thì mình bấm vô trong đây cái app thì nó sẽ hiện ra tất cả là danh mục. Mà trước tiên nó hiện ra danh mục thì nó sẽ bắt mình tải tất cả những gì liên quan tới app. Thì mọi người tải xong rồi mọi người cứ thoát ra đây, thoát ra ngoài thì lúc này thì em sẽ hướng dẫn mọi người là sử dụng như là hack offline. Thì em đã kết nối là Arknode DS là cũng như là của cái loa này, là khi mình sử dụng ví dụ như là đi đâu đó nhưng là không cần wifi 3G 4G cũng như bluetooth thì mình vẫn có nhạc để mình hát được đó. Thì mọi người kết nối wifi thì bass của nó là từ 1 tới 8 là mặc định. Sau đó mọi người trở về lại cái app Karaoke Connect, rồi mình vô cái chỗ mà chưa kết nối thì bấm vô đây. Thì lúc đó nó sẽ dò ra một cái đầu máy thì giống như là em đã kết nối rồi, thì nó hiện ra màu này, nhìn nó hiện lên là cái chỗ cái lo này đã kết nối. Còn mọi người mà chưa kết nối mọi người cứ bấm giúp em là 1 2 3 4 là cái tên của cái đầu máy. Khi mình kết nối xong xuôi rồi mình trở về thì để mình xài nhạc đó. Mọi người cứ bấm một bài hát bất kỳ thì nó sẽ qua lo. Sau đó thì mọi người không biết là mình nhìn chữ ở đâu để mà mình hát á, thì mọi người cứ bấm vô cái chỗ là 1 2 3 chia sẻ lối về, mình bấm cái chữ đang chạy này, mình bấm vô đây một cái thì lúc đó nó sẽ hiện cái màn hình ra là để mình nhìn chữ mình hát. Thì riêng dòng giống như là những cái chức năng, những cái lo giống như là, em xin lỗi, những cái giống như là những cái điện thoại giống như Android á, thì nó không có chức năng là ghi video. Còn riêng dòng iPhone thì nó sẽ có hỗ trợ thêm cái chữ là ghi video, thì mình có vừa hát thì nó ghi lại khuôn mặt mình trong quá trình mình hát đó. Còn mình đó trong quá trình mình hát mà mình muốn mà đi ra để mà mình chọn bài hát khác thì mọi người cứ bấm bất kỳ ở đâu trên màn hình này, bấm một cái là nó trở về màn hình ngoài. Thì mọi người chọn bài nào thích, mình có thể chọn được vô số bài, như là chọn được 10 bài, mười mấy bài vẫn được. Thì khi mình hát nó tự nó qua bài đó. Còn mọi người chọn nhiều bài mà không biết mình xem được cái giống như là cái danh sách nó mình đã chọn rồi ở đâu á, thì mọi người thấy cái chữ qua bài này, kế bên cái chữ qua bài là có một cái giỏ giống như là cái giỏ mình đi siêu thị vậy đó. Mình cứ bấm vô đây thì nó sẽ ra đây những cái bài mình đã chọn, giống như là cái bài nào mình thích hát thì mình để, không thích hát thì mình tích cái dấu ít đi cho nó mất đi bài hát đó, để nó đỡ chống chống, để chiếm chỗ của mình đó. Còn lên TV thì cũng dễ hơn, thì mọi người sẽ ví dụ như ở nhà thì ví dụ bữa đó là wifi cũng bị vấn đề gì đó thì mình cũng giống như làm đầu tiên ở dạy em hướng dẫn, thì mọi người cứ một dây HDMI mình ghim vô loa, là mọi người ghim giống vậy. Đây đây có mấy cổng, một đầu là mình ghim vô chỗ là 4K TV out là HDMI này nó xuất lên TV. TV ở đây thì tụi em không có thì tụi em sẽ xài cái máy chiếu. Đây trong cái máy chiếu thì nó sẽ có dây cổng HDMI này, thì mình sẽ ghim vô nó sẽ phát. Còn trên TV á, tùy TV nha, TV thì sẽ TV đời cũ á, thì nó sẽ có 3 cổng HDMI, mà cũ quá thì một cổng. Còn TV đời mới như là những TV smart thì nó sẽ nó tới 6 cổng HDMI lận. Thì tùy mọi người chọn cổng nào, mình ghim cổng nào thì mình bấm remote chọn cổng đó. Như là ghim cổng 1, chọn cổng 1, ghim cổng 2, chọn cổng 2. Trừ trường hợp mà ghim cổng 1 mà chọn cổng 6 mà nó không ra nha, nó đừng nói lo bị hư. Rồi. Sau đó thì mọi người cứ chọn vô thì nó sẽ ra. Anh Phúc ơi, có cái remote cho em mượn cái remote trong đây anh Phúc, remote của hãng máy chiếu. Remote máy chiếu màu đen bên đây nè, chỗ đổ. Cứ bịch, thấy có cái bịch nào có máy chiếu. Rồi. Nó đang lên, đang chạy. Người đợi xíu đó. Thì cũng giống như nãy giờ thì điện thoại thì em đã kết nối rồi, thì bây giờ bấm ra nhạc là cho nó chạy nè. Đó, em bấm cái là điện thoại cũng chạy, mà trên TV cũng chạy. Nhưng có cái là cái giao diện thì điện thoại trên TV nó khác nhau chứ nó không có trùng, nó không có trùng khớp với nhau, nhưng mà nhạc với là chữ thì chạy chính xác với nhau đó. Đây là offline đó, mọi người có thắc mắc gì thì cứ bình luận với, thì em muốn dẫn thêm cái chỗ offline này. Còn bây giờ em sẽ chuyển vào vấn đề là mình sẽ xài online. Online là có nghĩa là mình hát ở trên YouTube được mà không bị quảng cáo, cũng dùng trên điện thoại cũng như nãy giờ em hướng dẫn. Thì là mình ra ngoài, mình trở về lại cái cột wifi của mình vô lại, ví dụ nhà mình ở đây cửa hàng của em là xài giống như là wifi Gula thì em vô cái Gula này đó. Rồi cái lo này thì nó cũng phải xài Gula, thì lúc đó mình mới tìm được cái đầu máy của nó. Em sẽ làm thử cho mọi người thấy luôn nha. Rồi ở đây nó sẽ có một trong, thì khi mọi người mua một bộ lo về thì bao gồm 2 micro, một dây sạc và một cái đầu mót. Trong cái đầu mót đó thì sẽ có một con chuột nằm ở sau phía pin này, thì mọi người cứ mở phía pin ra, mình bỏ pin vô trước rồi mình lấy cái con chuột nó ra. Thì ở đây nó có 2 cổng USB 1 và 2, thì tùy mọi người thích ghim cổng nào thì mình ghim cổng đó. Đó em ghim cổng 1 nè đó. Rồi sau khi mình ghim vô thì mình bấm nút ok cái cho nó nhảy ra con chuột ra, tại vì cái đầu mót này thì mình để im khoảng 4 5 giây là nó có chế độ là ngủ ngủ, thì mình bấm con chuột nó tìm không ra
Bây giờ em lắc chuột ra này. Rồi. Kết nối offline á là mọi người bấm cái mũi tên quay về, bấm 3 cái. 1 2 3. Rồi, nó sẽ hiện ra bạn có muốn vào cài đặt hệ thống không. Thì lúc đó mọi người bấm có giúp em nha. Đó, bấm có để mình vô. Rồi. Đó, khi mọi người vô thì mọi người thấy ở đây có chữ wifi nè. Sao nó chớp máy chiếu chớp chứ vậy? Đó, rồi mọi người thấy ở đây có chữ wifi nè, nó để là đã tắt wifi, mọi người cứ bấm vô đây. Chớp dữ ta. Đó. Sau khi mọi người mà vô được cái chỗ wifi đó, thì mình bấm cái chỗ này thấy nó tắt này, mình bấm cái gì cho nó bật wifi lên. Bật để nó tìm, để cái lo này nó tìm cái wifi ở nhà mình ra. Ở đây nó đã Google nè, nó đang để là đăng nhập địa chỉ IP. Máy chiếu vấn đề. Mọi người thông cảm nha. Thì hôm nay quay clip đầu tiên mà nó không có được trơn tru lắm. Rồi, sau khi là mọi người kết nối xong thì lo nó để là đã kết nối. Đã kết nối là có nghĩa là đã kết nối thành công. Còn mọi người khi mà kết nối vô cái chữ cái wifi nhà mình mà thấy mà đã lưu là có nghĩa là chưa kết nối, có nghĩa là do mạng yếu là không kết nối. Rồi, sau khi kết nối xong rồi thì mọi người vẫn bấm cái nút mũi tên quay về này 3 lần để mình thoát ra khỏi cái hệ thống cài đặt của nó. Đó, rồi. Cái chỗ này karaoke nó để là karaoke đã dừng để là đóng ứng dụng, mọi người cứ đóng đi. Đóng để mình cho nó update lên cái phiên bản mới. Rồi trong lúc này mọi người đợi xíu. Đó, nó update xong. Sau khi nó update xong thì mọi người quay về. Hồi nãy là mình hướng dẫn là kết nối wifi nhà, điện thoại rồi. Bây giờ mình trở về lại cái app karaoke. Đây. Rồi lúc này thì mọi người cứ vô lại cái chỗ hồi nãy là em để là chọn để kết nối đầu máy. Mọi người cứ bấm cái phía ba gạch ở bên tay trái mình nè. Mọi cứ bấm vô đây thì nó sẽ hiện ra một số danh mục. Mình để là mình bấm vô cái chỗ là chọn để kết nối. Bấm vô. Rồi mọi người để nó xíu để nó dò ra. Nó dò đầu máy thì lúc mọi người dò nó dò ra được thì nó sẽ để là kết nối. Mọi người kết nối vô. Bát của nó thì mọi người cứ bấm là 1, 2, 3, 4. Là nó tự kết nối. Đó. Rồi. Cái này nó đang cập nhật dữ liệu thêm. Ví dụ là nhạc hình này kia. Mọi người cứ để nó chờ xíu cũng được. Nó không có lâu. Do cái wifi mạnh thì chạy nhanh. Wifi yếu thì nó chạy lâu xíu. Wifi cái hàng của em thì nó hơi yếu. Nhưng mà nó cũng ráng cũng chạy cũng được. Rồi. À, em sẽ nói thêm cái này thì app này á, thì nó phải là kết nối tối đa được 8 điện thoại, không nói chung là bất cứ điện thoại nào cũng được, không có kén điện thoại nha. Mọi người cứ kết nối vô là đều xài được, cũng như thay thế một cái remote này. Thay vì mình chọn remote á, thì nó lâu, thì mình chọn điện thoại thì nó lẹ hơn, ai cũng chọn cũng được. Đó rồi, sau khi kết nối online xong thì em trở về. Đó. Ở đây thì nó sẽ hiện ra là 40 mấy ngàn bài hát. Hồi nãy á, thì em quên cho mọi người xem phần dưới góc này là nó sẽ hiện ra khoảng 10 mấy ngàn thôi, là offline là khoảng 10 mấy ngàn. Còn online là lên 40 mấy ngàn. Thì tùy máy, có máy thì update thêm để lên tới 45 ngàn bài. Rồi, sau khi mà kết nối online xong mà mọi người muốn hát nhạc của YouTube á, thì mọi người cứ kéo ở đây, nó sẽ có hai cái mũi tên để là chữ vuốt. Vuốt từ bên trái mọi người cứ vuốt qua. Thì mọi người cứ kéo dưới lên. Ở đây là sẽ có chữ YouTube nè. Đó, mọi người cứ bấm vô đây. Vô nó để là người là tìm bài YouTube, mọi người cứ tìm bài gì cũng được. Ví dụ em bấm cái bài em cô đơn đây đi. Rồi, em tìm. Đó, em tìm nó sẽ ra một đống nhạc đây. Ví dụ mọi người thích bài nào mọi người cứ bấm vào đó bài hát. Nếu mà mọi người muốn nghe nhạc trên đây vẫn được thôi. Tại vì mặc định của nó mình kết nối vô thì nó nằm ở chế độ karaoke. Còn mọi người mà muốn mà quay về mà muốn mà chuyển qua nghe nhạc thì ở đây mọi người thấy dưới góc bên tay phải dưới này, nó sẽ có để là karaoke và tất cả, mọi người cứ bấm qua tất cả. Đó, rồi mọi người cứ để xử lý xíu, mọi người bấm đây là nó sẽ ra nó hát. Như là ca sĩ hát bình thường giống như mình nghe trên YouTube thôi. Đó. Sao chậm quá ta? Rồi. À nó có đứng, một bài để qua bài rồi nó phát nè. Tại vì hồi nãy là do là mình có chọn một bài rồi mình bấm đứng á, thì mình chọn bài tiếp theo buộc mình phải hát để cái bài trước nó hết xong đi mình mới qua bài được. Còn mà ví dụ như bài trước mà nó chưa hết, nó chưa có qua bài, người bấm liên tục thì nó vẫn đứng đợi thôi, nó không có qua bài được. À. Rồi. Đó, rồi đây nãy giờ em thì em hướng dẫn mọi người là xài trên điện thoại. Còn bây giờ mình xài qua tới đầu mod nè. Đầu mod thì nó có những cái nút như là lùi bài, và qua bài và dừng bài. Ở đây là có nút là karaoke, có nghĩa là mình bấm mình chuyển sang chế độ như là nghe nhạc hoặc là karaoke. Mọi người cứ bấm thì nó chuyển thôi. Đó.
Còn mọi người tìm như là nhận dạng bằng giọng nói trên Nomad thì mọi người nhìn ở dưới phía sóc dưới nó có cái một cái micro màu xanh, mọi người cứ bấm. Mọi người bấm ra xong thì thấy cái nút ở trên TV là nó có một cái micro chớp chớp mà cứ nói. Nói bài hát, không cần nói karaoke là nó tự ra cái tựa bài hát đó. Khi mà mình search xong á, thường là cái nhạc tuyển ở dưới nó sẽ ra trước, còn nhạc YouTube thì nó sẽ ra sau. Tại vì do là mạng thì nó hơi chậm xíu, nó hơi lâu. Đó, mà sau khi mọi người chọn thì mọi người cứ thấy cái mũi tên này nè. Đó, cứ lít vô cái bài nào thì mình đó, lít vô, ví dụ lít bài đầu tiên nha. Em bấm ok. Đó, em bấm ok một cái này. Đó, là nó phát luôn chứ nó không có đợi nữa. Đó. Sau khi mình chọn bài hát xong mà cái clip bài hát này mà mọi người muốn tắt á, thì cũng dễ không khó. Cũng là cái mũi tên quay về. Mọi người cứ bấm hai cái, 1 2. Đó, tắt đi để nó đỡ chiếm màn hình để mình nhìn chữ hát cho nó dễ và nó thoải mái hơn. Đó. Rồi. Còn mọi người muốn chọn bài nhiều, tại vì cái đầu bot này khi mà nhạc mở lớn quá thì mọi người nhấn nói bằng cái giọng nói thì nó sẽ nghe không rõ, tại vì nó đầu bot thông thường thông minh mà cũng không minh bằng những cái đầu bot TV Smart. Đó, TV Smart thì nó thông minh hơn, mình nói cái nào nó cũng nghe hết, nhưng mà lớn quá thì nó hơi khó nghe. Đó, thì mình chọn đầu bot giống như hồi nãy em hướng dẫn thì nó sẽ dễ hơn. Rồi, ở đây thì trên cái đầu bot này thì nó sẽ có tích hợp luôn cả cái YouTube nữa. Thì mọi người cứ bấm vô ngay chỗ cái chính lớp này mà có hình YouTube, người cứ bấm vô đây cái nó ra nó tìm trên YouTube luôn. Ví dụ em bài Hoa Hải Đường đó, thì mà khi mọi người hát ở trên đây là sẽ bị quảng cáo nha, tại vì cái này là cái YouTube riêng rồi thì hát sẽ dính quảng cáo. Còn mình hát ở trên cái đầu Karaoke Connect thì nó sẽ không không bị quảng cáo, nhưng mà nãy do cái bài Ai Mang Cô Đơn Đi em bấm cái bị dính bản quyền hay sao đó, thì chắc là em phải coi lại chỗ đó rồi em hướng dẫn mọi người tiếp. Đó, bây giờ em chọn nè, giờ em bấm cái bài ok. Đó. Rồi. Ở đây thì trên đầu mod á, thì ở trên loa mọi người thấy là sẽ có một số nút chỉnh, cũng như là chỉnh nhạc và chỉnh micro. Còn ở trên đầu mod nó sẽ có hai cái nút chỉnh, là nghĩa là chỉnh lớn nhỏ và nhạc thôi, chứ không có liên quan đến micro. Mọi người cứ tăng lớn lên, nó lớn thôi. Còn nhỏ là nhỏ nhạc. Đó. Trên điện thoại cũng vậy luôn. Còn bên đây là mình tăng tông và giảm tông. Thì ví dụ như ai thích hát tông nào thì mình cứ tăng. Còn bình thường mình không biết chỉnh tông thì mình cứ để bằng định, mình hát cho nó dễ, cho nó khỏi bị rầm rà phức tạp chỗ này. Rồi. Còn ở đây để có một số này, chữ nó cho để là số. Mặt trước là số. Số có nghĩa là mình nhìn cái số ở trong cái điện thoại á. Ví dụ là cái list, tại vì cái lo này thì nó không có cái danh sách giống như là những cái lo mà những cái đầu đĩa hồi xưa là 5 số, 5 số, 6 số, là có một cái danh số bài hát 6 số, mọi người nhìn nó nhìn chữ nhìn số bấm cho nó dễ. Còn cái này thì nó có số, mọi người cứ nhìn số ở đây nè. Ví dụ là bài này thì bởi vì em yêu anh gì đó, nó có 551103 đó, mọi người cứ bấm đây thì nó sẽ ra thôi. Hoặc là mọi người bấm tên bài hát tìm phía sau cũng được, mà tìm thì nó hơi lâu, hơi rắc rối. Tốt nhất là mọi người cứ tìm bằng giọng nói sẽ nhanh, sẽ gọn lẹ hơn. Đó, hồi nãy em có hướng dẫn mọi người là nghe nhạc và hát karaoke trên điện thoại. Còn bây giờ em hướng dẫn mọi người là hát và nghe nhạc trên đầu mod luôn. Thì trên đầu mod á, thì cái nút tìm giọng nói, trên nút tìm giọng nói là cái nút này, mình bấm một cái là nó sẽ để là chuyển sang chế độ YouTube tất cả. Là lúc đó là mình đang ở chế độ là mình xem phim, bây giờ mình xem phim thì nó bấm lên vẫn ra bình thường thôi. Vậy bấm thử nha. Nghe nhạc đi. Hoa Hải Đường. Rồi. Đó, giờ ra này em bấm thử bài này, bài đầu. Rồi em qua bài luôn. Qua bài để cho bài Hoa Hải Đường ra nè. Rồi em tắt, bấm mũi tên hai lần bấm cho nó tắt nè. 1 2. Là tắt đi cái màn hình để mình nghe bài tiếp theo đây. Nhạc YouTube không bị quảng cáo nè. Đó, tại vì thường mọi người xem trên điện thoại, nghe trên YouTube ứng dụng điện thoại thì nghe thì nó sẽ bị quảng cáo nhiều hơn. Còn mình nghe trên đây thì nó đỡ hơn. Đó. Rồi. Đó, dần đây. Đó, còn xong trong quá trình mọi người hát xong mà muốn tắt cái app ở đây thì bấm cái nút đỏ này. Bấm thì nó tắt cái app đi. Tắt app thôi nha, chứ không tắt loa nha. Tắt loa thì mình phải lại đây, nó có cái nút đây mình tắt loa cho nó dễ hơn. Đó, rồi. Rồi em sẽ hướng dẫn mọi người thêm một cái ứng dụng nữa, đó là ứng dụng Cloud Karaoke. Thì ứng dụng này thì mọi người phải kết nối Bluetooth mới xài được, còn không kết nối Bluetooth là không xài được. Thì kết nối Bluetooth thì mọi người thấy nó bật loa lên thì cái loa nó sẽ có bốn đèn. Đèn xanh, cam và đèn đỏ là ba đèn là báo pin, còn cái đèn màu xanh BT chớp chớp là đèn Bluetooth. Thì mình chưa kết nối Bluetooth thì cái đèn nó sẽ chớp liên tục. Khi mình kết nối rồi nó sẽ đứng và nhạc mở lên sẽ chớp theo nhạc. Đó, bây giờ em sẽ vô Bluetooth này. Em bấm Bluetooth vô. Bluetooth này nó mạnh lắm, mọi người tìm nó sẽ ra liền, hình như là nghe hãng nó là 5 chấm á. Đó, nó ra nè. Nó để là cái beatbox, mọi người cứ bấm vô. Đó,
Ok. Đó. Đó, khi mọi người kết nối Bluetooth, mọi người bấm vô đây thì mọi người thấy là cái loa nó nói là Beatbox kết nối Bluetooth, là có nghĩa là nó kết nối rồi. Rồi lúc này em sẽ thoát ra ngoài. Em sẽ qua bên ứng dụng là karaoke, mọi người cứ bấm vô đây. Đó, ở trong đây thì nó cũng sẽ có nhạc tuyển và nhạc YouTube, thì cũng giống như cái app trên Karaoke Connect thôi. Mà cái kia thì mọi người ví dụ như là hát không mạng thì mọi người cần hát, còn cái này thì có mạng thì cứ hát cái này. Nó sẽ dễ hơn là nó có tích hợp YouTube. Ví dụ em bấm cái bài bài nhạc nhạc trữ tình đi. Rồi em tìm tìm YouTube này. Rồi mình để xử lý xíu nha. Đó, nó sẽ đạp đóng nhạc luôn. Thì mình thích bài nào thì mình bấm mà nó phát liền luôn chứ nó không có đợi. Rồi ví dụ mọi người muốn chọn bài tiếp theo bấm một này, một lá bay một này, con đường xưa đi là hai bài này. Mọi người mà bấm hai lần là có nghĩa là mình không chọn, bấm một lần là mình chọn, bấm hai lần là như mình không chọn cái bài đó nữa. Đó, chọn ba bài được. Ví dụ không hát bài này bấm qua, còn kế bên cái tay trái nó có cái nút, có cái mũi tên khoanh tròn và số 1 chữ chữ S với chữ T, mọi người có nghĩa là ưu tiên. Mọi người bấm cái này, bài này là có nghĩa là ưu tiên lên đầu tiên luôn, là hết cái bài liên khúc con đường xuyên đi sẽ tới cái bài đó mình đã ưu tiên rồi. Đó, còn bên cái nhạc tuyển này á, bên đây nó có nhạc tuyển, nó có khoảng 28.000 bài hát. Thì mọi người thấy cái bài nào mà có cái mũi tên tải xuống, mọi người cứ tải về sẵn. Ví dụ là hôm nay ngày mai mình chuẩn bị đi chơi đâu đó mà mạng không có, nó hơi yếu yếu đi, thì mọi người cứ tải về sẵn. Khi mà tải về xong thì mình cứ bấm qua ba gạch phía bên tay trái bên đây, bấm qua đây thì nó sẽ hiện ra là bài hát đã tải. Thì mọi người tải bài nào thì cứ bấm đây hát ra, nó dễ, cũng giống như là mình hát cho YouTube mà mình tải ngoại tiếng vậy đó. Đó, còn mạng lúc nào mình cũng mạnh đó, thì mình hát online trực tiếp vẫn hay hơn, mình phải tải về chứ mà đỡ tốn dung lượng trong máy của mình nữa. Đó, ở đây nó có thể loại bài hát cái này, thể loại thì nó ra 21 thể loại. Thì mọi người thích thể loại này, có thể cái thể loại nhạc nào đó thì mình cứ bấm vô, như là Tân Cổ Giao Duyên, nhạc Anh Lời Việt, nhạc Hoa Lời Việt, Trịnh Công Sơn gì đó, đều có tất cả mọi người. Rồi đó, ở đây ở đây á, mọi người có thể là nghe nhạc trên đây được chứ không riêng là hát karaoke. Ví dụ như là mình chọn bài Cánh Hồng Phai, rồi em bấm vào kênh YouTube này để cho nó tìm trên YouTube, nó tìm online. Sau khi nó tìm xong, đây đúng là nhạc của Trấn Thành hát, là nhạc online này. Người bấm vào tất, mọi người bấm vào tất cả để mình tìm nhạc mình nghe. Đây, cái bài này của Trấn Thành ông ấy hát này. Đó, rồi em qua bài, để em qua khoảng hai bài nữa mới tới bài Trấn Thành, tại vì này có chọn mấy bài đó. Rồi qua thêm bài nữa. Đó là tới nhạc của Trấn Thành này. Cái này là chỉ có qua bài thôi chứ không có lùi bài, hoặc là nó chỉ có quay lại cái bài, giống như là mình chưa kịp hát, mình đang nói chuyện, mình quên nó, nhưng mình đang nói chuyện với bạn bè mà chưa kịp hát mà nhạc nó chạy hết nửa bài á. Mọi người thấy có cái mũi tên quanh tròn này, mọi người bấm lại là để nó cho nó chạy lại, nó phát lại từ đầu lại. Đó, rồi bên đây là mình chỉnh âm lượng này. Thay vì mình chỉnh cái nút ở trên đây mà không chỉnh thì mình bấm cái mũi tên ba gạch, mình bấm cái ba gạch lên cái xuống á, không phải gạch ngang nha, bấm lên đây. Rồi lúc đó nó sẽ có volume này đó, mọi người kéo lên cái xuống thì hết. Mọi người kéo lên á, kéo lên cái xuống mà buông ra nó mới giảm âm lượng, chứ không phải là mình kéo tới đâu mình giữ tay đó nó lên, không có, mình phải buông ra nó mới giảm, còn mình giữ nó không có giảm. Đó, rồi trở về đây. Rồi khi mà mọi người không thích hát trong đây, mọi người cứ hỏi, mà có nhiều khách hàng hỏi em là không hát hai app này, không hát hai cái app này mà muốn hát trên YouTube được vẫn được thôi, tại vì mình kết nối Bluetooth hát được, cũng giống như là những cái loa kéo thông thường hoặc là những cái loa Bluetooth chính hãng. Thì mọi người cứ ra YouTube thì mọi người cứ hát là bình thường thôi. Mà nhạc YouTube thì có nhiều người nói hàng YouTube hay hơn, rồi có mọi có khách hàng thì nói là nhạc trên app cloud hát hay hơn, nhưng mà ai thấy chỗ nào hay cứ hát chỗ đó, còn em thì chỗ nào cũng được. Đó, ví dụ em bấm cái bài này đi, vẫn ra. Đó, nó vẫn phát nhạc bình thường. Đó, rồi hai app này nãy giờ em đã hướng dẫn xong rồi. Thì mọi người trong quá trình mà sử dụng, mà ví dụ như là không nhớ thì cứ liên hệ bên cửa hàng để em hướng dẫn thêm. Rồi nãy giờ em trong quá trình hướng dẫn mà có hơi lắp bắp chỗ nào đó thì mọi người thông cảm nha, tại vì clip đầu tiên. Thì mọi người thấy mà video này hay, dễ thương, ý nghĩa thì tặng cho em một like, và thương tụi em nhiều hơn nữa thì cho em một chiếc subscribe và chia sẻ. Tại vì Việt Nam 91 triệu dân, tại vì 91 triệu tính 91 triệu dân mà kênh của em mới có mười mấy ngàn người biết à, ít quá người ủng hộ kia cho em, để em lấy cái nút nút bạc về review chơi nha mọi người. Cảm ơn.